18 lần đúng không? Một lần hai lần rồi. Ba lần. Bốn lần. Phòng 2 quay từ trái sang phải 3 lần con số 27. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vòng 3 quay từ sang trái 2 lần là số 21. 21. Một lần. Hai lần. Rồi, ok xuống dưới. Nào. Xuống dưới. Từ trái sang phải số 18. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Vòng 2 quay từ trái sang phải 3 lần là số 27. Một lần. Hai lần. Ba lần. Quay ngược lại số 21 hai lần. Một lần. Hai lần. Quay từ từ ngược lại. Ok. Anh quay cẩn trọng thôi, khi nghe tiếng cạch cái. Mà mày nhìn ra nhé, nó rất cứng nha, đây đây cứng luôn này, cứng nhắc này. Cứng nhắc này. Không, cứng cái này. Ừ. Cái chỗ này là đúng luôn này, cái này đúng luôn này. Còn mỗi cái trên này thôi, trên này có thể làm lại. Làm lại. 18 này. Còn chưa? Và số 18 4 lần từ bên phải sang bên trái. 1 1 này. Chuẩn chưa? 2 này. 3 này. 4 này. Quay từ trái sang phải 3 lần con số 27. Chuẩn chưa? 1 này. 2 này. 3 này. Vòng ngược lại từ phải sang trái con 21 hai lần. Rồi. 21 mà. Đây. Chưa được, chưa đến, chưa đến. Đây gì? Thằng tắc 21 rồi. Ừ. Thôi, phần từ này ngược lại. Chậm 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 anh em được cách. Cái này cứng rồi. Cái này cứng rồi. Cứng ở trên này. Ui giời. Hẹn vãi kết thật. Hẹn cái sắt ngân hàng vừa khó thế. Hay là bị hỏng mẹ rồi nên được. Chờ đi. 18 này.
từ phải sang trái 4 lần. 18 1 2 thì bình thường anh mở két ở nhà nó như nào? Kiểu như này đi. Đúng rồi. Sao đây không được nhỉ? À, thì vấn đề có thể mật khẩu sai. 3 nhưng em thấy vô lý là sao đến cái vòng thứ ba này mà không có cái nào cho cái vòng thứ ba này. 4 này nhá. Được chưa? Rồi. Vòng 1 đúng rồi, vòng 2 từ trái sang phải 3 lần có số 27. Đây này. Lúc nãy anh có quay vòng 3 không? Có. Em thấy vòng 3 anh làm gì xoay dừng số 27. Vòng 3 là đây mà. Tính ở cái này là vòng 3 mà. Không. Tính ở cái này là vòng 3 này. Đây này. Vòng 2 này. Không. Vòng 3 này. Cái này nó chỉ là cái mốc thôi, cái này cái mốc thôi. Anh cứ thử xem nào. Thì cái này anh mở két nhiều rồi, anh biết là. Biết đâu cái này nó khác. Một này. Hai này. Ba này, chuẩn nhé. Đây là vòng 2 rồi đúng không? Bây anh thử vòng 3 đi, vòng 3 anh tính được cái số 3 này cơ. Không thể thế được, thế thì nhầm từ đầu rồi là sao đúng được. Thử xem nào. Đây là coi như đây là vòng 1, vòng 2 này đúng không? Không, cái này không phải vòng đâu, vì anh biết này, cái này này. Nó chỉ là cái mốc để cho mình nhìn thấy được là cái này đến điểm bao nhiêu thôi, còn cái này là gắn giữa. Chứ còn cái này mới là cái quan trọng, còn cái này nó chỉ dùng để soi thôi, nó giống như là bảng lái 21 này. Từ bên phải sang bên trái hai lần là số 21. Một lần này. Đấy, cạch cho đấy. Hai lần này. Đúng chưa? Chưa, đây vẫn 20, chưa đến sang 21 đâu. Thêm đi nữa, thêm đi nữa, nó phải chuẩn đúng. Rồi, rồi, đấy. Gạch này chuẩn luôn này. Đúng gạch này. Dừng lại, sau đó từ từ quay ngược lại. Có một tiếng cạch cho vào khớp. Từ từ thôi. Thì nó sinh ra cái chìa khóa kia làm gì anh? Thì nếu mà dùng khóa thì nó sẽ không cần phải dùng mã nữa. Ây da. Bây anh thử đi. Bây anh thử cách 3 vòng đi. Rồi thử đi.